Làm sao để có được khí chất, ước mơ, niềm tin và hy vọng trong cuộc sống? Để có được khí chất, ước mơ, niềm tin và hy vọng trong cuộc sống, bạn có thể thực hiện một số bước sau. Xác định ước mơ, hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn đạt được trong cuộc sống. Viết ra mục tiêu của bạn và chia nhỏ chúng thành các bước có thể thực hiện được. Tự tin và yêu bản thân. Tự tin là yếu tố quan trọng để phát triển khí chất. Hãy học cách chấp nhận bản thân, tận dụng những điểm mạnh và cải thiện những điểm yếu. Thực hành sự tự yêu thương hàng ngày. Xây dựng niềm tin. Niềm tin có thể đến từ chính bạn và môi trường xung quanh. Hãy tìm những người tích cực, truyền cảm hứng và có thể ủng hộ bạn. Đọc sách, xem phim hoặc tham gia các khóa học để tạo động lực cho bản thân. Thực hành hy vọng. Hy vọng không chỉ là một cảm xúc mà còn là một kỹ năng. Hãy nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực và viết ra những điều bạn mong muốn trong tương lai. Lập kế hoạch rõ ràng và sẵn sàng thay đổi nếu cần thiết. Đối mặt với thử thách, cuộc sống sẽ luôn có những thử thách. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận khó khăn và xem mỗi trở ngại là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Những yếu tố này sẽ góp phần giúp bạn xây dựng một cuộc sống tràn đầy khí chất, ước mơ, niềm tin và hy vọng. Hãy nhớ rằng, mọi thay đổi đều cần thời gian và kiên nhẫn. Nhớ like và share để nghe những video phát triển tư duy kế tiếp. Chúc bạn giỏi, may mắn và thành công.